Sáng 6 tháng 8, ông Hồ Nhân, chủ tịch công ty Nanogen cho biết chi tiết này đã được đưa vào báo cáo hỏa tốc cập nhật kết quả nghiên cứu Nanocovax. Gửi Bộ Y tế, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine Nanocovax bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 trên 560 người. Chia thành 4 nhóm gồm tiêm giả dược tiêm liều 25, 50 và 75 mcg, báo cáo cũng trình bày một số kết quả phân tích khác chứng minh khả năng ngăn virus của vaccine. Vaccine cũng được đánh giá bước đầu có khả năng trung hòa biến thể Delta tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Theo ông Nhân, qua đó, Nanogen tiếp tục đề nghị Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp cho Nanocovax. Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế, cho biết hội đồng sẽ làm việc trong thời gian ngắn nhất để đề nghị Bộ trưởng Y tế cấp phép khẩn cấp cho vaccine. Khi các kết quả nghiên cứu được Hội đồng Đạo đức thông qua, nếu thuận lợi quý 4 năm nay, Việt Nam sẽ có vaccine phòng chống COVID-19 nội đầu tiên. Đại diện Học viện Quân y sáng 6 tháng 8 cũng cho biết tính đến tối 5 tháng 8, có 8.500 người tình nguyện đã tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine Nanocovax ở cả hai miền. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 Nanocovax được thực hiện trên 13.000 người tại Hà Nội, Hưng Yên, Tiền Giang, Long An. Như vậy, còn 4.500 người chưa tiêm liều 2, theo đại diện nhóm nghiên cứu. COVID-19 bùng phát dữ dội tại các tỉnh phía Nam, nên hoạt động tiêm liều 2 tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn hơn so với miền Bắc. Nhóm nghiên cứu đang gấp rút triển khai tiêm, đảm bảo hoàn thành tiêm liều 2 cho 13.000 người trước ngày 15 tháng 8. Hôm 2 tháng 8, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì buổi họp rà soát tiến độ thúc đẩy quá trình thử nghiệm lâm sàng Nanocovax. Bộ Y tế đề nghị Nanogen tiếp tục theo dõi 1.000 người thử nghiệm giai đoạn 3A và 12.000 người thử nghiệm giai đoạn 3B. Hoàn thành và gửi báo cáo dữ liệu nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 2 và bước đầu giai đoạn 3 trước ngày 15 tháng 8. Đây là các dữ liệu cần thiết để Hội đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép xem xét cấp phép khẩn cấp cho Nanocovax. Hôm 4 tháng 8, Bộ Y tế tiếp tục tham vấn ý kiến từ các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới, Hàn Quốc về thử nghiệm lâm sàng và cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax do công ty Nanogen phát triển, đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên người Việt Nam tình nguyện từ 18 tuổi. Hồi cuối tháng 7, Nanogen đã đăng tải kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 dưới dạng bản thảo trên BioSeed và MedSeed. Đây là hai nền tảng trực tuyến lưu trữ và phân phối các bản thảo liên quan tới y học, lâm sàng và các lĩnh vực liên quan y tế. Các kết quả nghiên cứu được trình bày giúp hiểu thêm về công nghệ, chỉ ra các điểm tốt và hạn chế trong thử nghiệm Nanocovax.